Chào các bác, đây em quay cho các bác một số máy để cho các bác có thể lựa chọn. Đây là con S18 này. Đấy, độ phân giải là 800x600, có HDMI. Đấy, bên dưới này máy Epson đấy. Đây, Epson nữa đây. Ở dưới là Casio. Đây, Canon, Ricoh đây. À, con này là con Epson DVK420 này. Đây, DVK410 Canon. À, rất nhiều máy Epson đây. 935 với kép. Còn bên dưới này là 9EB900. À, còn Epson này là con X24. Còn bên dưới là con SO2H. Đấy, còn Epson này nữa là con TVK420 này. Đầy đủ cổng kết nối. Các bác lấy máy nào thì cứ báo em sẽ review chi tiết cho các bác. Cảm ơn tất cả các bác.